Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với mỗi người dân của chúng ta ngày hôm nay thì việc mà chúng ta quan tâm nhất đó là trong ngày Việt Nam có bao nhiêu ca nhiễm và địa phương mình đang sinh sống có bao nhiêu ca nhiễm cũng như có bao nhiêu ca nhiễm trong cộng đồng. Đó là vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất. Tuy nhiên trong những ngày gần đây thì một trong những vấn đề mà chúng ta, không chỉ chúng ta mà dư luận quốc tế rất quan tâm, đó là điểm nóng Nga-Ukraine. Như chúng ta đã biết, một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine, lực lượng vũ trang của Nga và Ukraine đang giằng co với nhau ở khu vực xung quanh thủ đô Kiev. Shock TV sẽ bắt đầu đến với những phần bình luận về sự kiện này. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ đăng ký kênh để theo dõi thường xuyên. Chúng tôi sẽ có những góc nhìn khác nhau về cuộc xung đột vũ trang này. Và các bạn đã biết, giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở Ukraine với thương vong được ghi nhận ở cả hai phía. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã có 137 người thiệt mạng và 316 người bị thương trong ngày đầu Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vào sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua, ông Zelensky ký sắc lệnh tổng động viên có hiệu lực trong 90 ngày. Còn theo Bộ Quốc phòng Anh thì lực lượng Nga tại Belarus đã tiến về Kiev. Đây cũng là các đánh giá của Bộ Quốc phòng Mỹ. Và giới chức Mỹ thì cho rằng các lực lượng khác của Nga hiện cách Kiev xa hơn nhưng cũng đang tiến về phía Kiev với mục tiêu bao vây thành phố và lật đổ chính phủ Ukraine. Tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũ ở phía bắc Kiev, đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng Ukraine và Nga. Đến sáng sớm ngày 25 tháng 2, cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine thông báo quyền kiểm soát nhà máy đã rơi vào tay lực lượng Nga. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cũng xác nhận thông tin này. Ở sân bay quốc tế Antonov thuộc thị trấn Gostomel cách thủ đô Kiev 10 km, lực lượng hai nước liên tục giằng co. Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 25 tháng 2 xác nhận Nga đã chiếm giữ được sân bay. Đến trưa ngày 25 tháng 2, văn phòng ông Zelensky cho biết Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát sân bay này. Sáng sớm ngày 25 tháng 2 giờ địa phương, người dân ở thủ đô Kiev đã nghe thấy một loạt tiếng nổ. Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Rechenko sau đó cho biết thủ đô Kiev đã bị trúng tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình. Theo CNN, các nghị sĩ Mỹ được thông báo rằng Kiev bị đánh phá từ phía Bắc, phía Nam, phía Đông và Nga phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt hơn dự kiến từ lực lượng Ukraine. Còi báo động đã liên tục vang lên ở thủ đô Kiev vào ngày 25 tháng 2. Và Reuters đã dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng thêm nhiều tên lửa. Nhưng đà tiến của phần lớn các cánh quân Nga đã bị chặn ở hầu hết các hướng. Cũng theo Reuters, ông Anton Herashenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho rằng một cuộc đánh phá bằng xe tăng của Nga sẽ xảy ra ở thủ đô Kiev trong ngày 25 tháng 2, trở thành ngày khốc liệt nhất trong cuộc xung đột. Sau đó thì văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết một đoàn xe tăng Nga đang hướng đến thủ đô Kiev từ thành phố Vyhorod, tỉnh Kiev. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đoàn xe tăng đã bị chặn lại sau khi quân đội Ukraine phá hủy một cây cầu. Dù vậy, tiếng súng đã vang lên gần khu vực có tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev vào chiều ngày 25 tháng 2. Nhiều tiếng súng nổ cũng đã được nghe thấy ở Bodin, một trong những khu phố lâu đời nhất ở Kiev. Reuters đưa tin nhà chức trách ở Kiev đã yêu cầu người dân ở nhà để tránh các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Obolonsky, ngay phía bắc trung tâm thành phố. Đến tối ngày 25 tháng 2, thị trưởng Kiev là Vitali Klitschko tuyên bố thành phố đã bước vào giai đoạn phòng thủ. Các phương tiện quân sự của Ukraine cũng tiến vào Kiev để bảo vệ thủ đô. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga vào tối ngày 25 tháng 2 thông báo các lực lượng của Nga đã chiếm được sân bay Gostomel bên ngoài thủ đô Kiev của Ukraine và cho lính dù đổ bộ vào khu vực này. Theo AP, sân bay Gostomel có đường băng dài giúp cho các máy bay vận tải hạng nặng có thể hạ cánh. Điều này nghĩa là Nga có thể tổ chức chiến dịch không vận trực tiếp đưa binh sĩ đến ngoại ô Kiev. Về phía Nga thì họ đã tuyên bố loại bỏ hơn 200 người từ các đơn vị đặc biệt của Ukraine trong quá trình chiếm sân bay chiến lược.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã phá hủy 118 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và sẽ điều lính dù đến bảo vệ nhà máy điện Chernobyl. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25 tháng 2 cáo buộc chiến dịch của Nga nhắm vào những mục tiêu quân sự lẫn dân sự. Bộ Nội vụ Ukraine khẳng định Nga đã dội bom vào 33 vị trí quân sự ở Ukraine trong 24 giờ qua. Trước đó, Nga cho biết nước này sử dụng vũ khí chính xác nhắm vào các mục tiêu quân sự và dân thường ở Ukraine, không có gì phải sợ. Vào tối ngày 25 tháng 2, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo hơn 1.000 binh sĩ Nga đã chết trên chiến trường. Cơ quan này tuyên bố đây là con số thương vong lớn nhất mà Nga phải gánh chịu trong các cuộc xung đột. Một quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay quân đội nước này đã tiêu diệt 80 xe tăng, 10 máy bay, 7 trực thăng, 516 xe chiến đấu bọc thép của Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24 tháng 2. Không chỉ ở thủ đô Kiev, chiến sự cũng đang diễn ra ác liệt trên khắp Ukraine. Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 25 tháng 2 cho hay một chốt biên giới ở vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine, đã trúng tên lửa khiến một số binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 2 cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ đảo Zhiminy, đảo rắn trên Biển Đen, nằm ở phía nam Odessa. Nga cũng cho biết 82 binh sĩ Ukraine tại đây đã đầu hàng. Trong khi đó, các quan chức Ukraine nói toàn bộ 13 lính biên phòng được triển khai trên hòn đảo này đã thiệt mạng vì bị tàu chiến Nga nổ súng. Bộ Nội vụ Ukraine ngày 25 tháng 2 cũng thông báo lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy các thiết bị quân sự của Nga gần thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine. Chính quyền thành phố đã kêu gọi người dân xuống hầm trú ẩn sau khi nhiều tiếng nổ lớn xuất hiện và còi cảnh báo vang lên. Vâng, thưa quý vị, trên đây là toàn bộ những cái diễn biến tình hình chiến sự tại Ukraine sau khi Nga phát động tiến công. Bây giờ sẽ là đến những cái phần bình luận của cá nhân Sóc TV. Trở lại với cái tình hình giữa Nga và Ukraine, chúng ta đã được biết rằng là cái tình hình này đã được bà Vanga tiên đoán rất là trúng. Nhà tiên tri mù Baba Vanga cũng được cho là đã nhìn thấu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine từ lâu. Nhà thấu thị người Bulgari được ca ngợi là Lostamut của vùng Ban Căng, có khả năng nhìn trước tương lai dù đã mất đi đôi mắt từ năm 12 tuổi. Trước khi qua đời, bà Vanga đã dự đoán rằng thế giới sẽ kết thúc vào năm 5079, nhưng những sự kiện tàn khốc sẽ đến sớm hơn rất nhiều. Và cũng thật trùng hợp, Baba Vanga cũng từng tiên tri rằng các phần tử cực đoan của Nga sẽ gây chiến ở châu Âu và một ngày nào đó nước Nga có thể thống trị thế giới. Trong cuộc gặp gỡ với nhà văn Valentin Sidorov, nhà tiên tri mù Vanga từng nói tất cả sẽ tan biến như thể băng, chỉ còn một thứ nguyên vẹn, vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga, không ai có thể ngăn cản Nga trở thành chúa tể của thế giới. Điều đó có đúng hay không, chúng ta sẽ còn chờ đợi trong rất nhiều năm nữa. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì ông Nostradamus là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới cũng từng đưa ra dự đoán được cho là có thể xảy ra trong năm 2022 là một cuộc chiến tranh ở châu Âu, đặc biệt là mối đe dọa lớn từ phía đông. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, dù rằng các lời tiên tri này có đúng hay không và sự thật có xảy ra như thế hay không, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng chiến tranh là lựa chọn cuối cùng của những quốc gia yêu hòa bình, mong muốn hòa bình, giống như Việt Nam của chúng ta cũng vậy, và tôi tin nước Nga hay Ukraine cũng vậy. Nước Nga sẽ ra sao? Hòa bình, ổn định lâu dài và bền vững của khu vực thế giới sẽ ra sao nếu là một nước Nga, một Putin hèn nhát, nhu nhược, chấp nhận sự chèn ép và lấn tới của thế lực bên ngoài? Với tất cả mọi người, phát động chiến tranh gây ra thương vong cho cả hai phía đều đáng bị lên án. Tuy nhiên, với cá nhân tôi thì tôi không ủng hộ chiến tranh, nhưng tôi tin quyết định của Tổng thống Vladimir Putin và nước Nga đã là lựa chọn cuối cùng vì lợi ích của nước Nga, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới mà phải chấp nhận hy sinh. Tất cả những cái sự kiện hiện nay có lẽ phụ thuộc vào nhìn nhận và ứng xử của người dân và quân đội Ukraine với những kẻ đã tạo ra xung đột bất ổn gần một thập niên vừa qua và dẫn đến chiến tranh ngày hôm nay vì những toan tính của lợi ích nhóm. Quý vị và các bạn có đồng quan điểm với tôi không ạ? Nếu như quý vị và các bạn đang bảo vệ ngôi nhà của mình, nhưng một ông hàng xóm cứ nay dịch hàng rào, nay xây cái nọ, nay đào cái kia để nhằm hướng đến
cái việc mà làm cho gia đình bạn bất ổn, hoặc là tiến đến có những cái lời lẽ hoặc như thế nào đó, thì chắc chắn rằng quý vị và các bạn sẽ bảo vệ gia đình của mình bằng mọi cách, đúng không ạ? Liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, những ngày qua thì thấy rất nhiều những bài bình luận chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó có một tỷ lệ không nhỏ, thậm chí là từ những người tự xưng mình là trí thức, nhà khoa học, nhà ngoại giao, nhà bình luận quốc tế và nhà quân sự, có chửi Tổng thống Putin là phát xít, là khát máu, là độc tài. Và họ tung hô phong trào chống Putin và biểu tình phản chiến của nước Nga. Ở đây tôi xin chia sẻ một số quan điểm của cá nhân tôi. Và tôi có những cái nhìn nhận như thế này. Và cũng có người ta nói rằng là không mở mắt nhìn Iraq, Libya, Afghanistan, còn kêu than hả thằng hề, mày làm hề cho dân khổ, chứ dân mày có thích xem hề đâu. Vâng, thật khó để có thể bình luận về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đối với Ukraine. Và tôi cũng rất là thích những cái vấn đề như thế này, cái phần quốc tế. Và cái điều đó thì có thể dễ bày tỏ hơn là quan điểm về các vấn đề trong nước. Năm 2014 có rất là nhiều những cái ý kiến xung quanh chuyện Nga thu hồi Crimea. Nhưng mà cái sự kiện đó, Nga đã không để cho cái tình hình leo thang dẫn đến xung đột về quân sự. Nhưng ngày hôm nay thì nước Nga và Ukraine đã có sự xung đột về quân sự, máu đã đổ và đã có sự hy sinh. Cá nhân tôi dù rất muốn nhưng không thể ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Vì nói gì thì nói, can thiệp quân sự kiểu gì cũng có thương vong, cũng có hy sinh mất mát. Mặc dù là Nga đã sử dụng những cái vũ khí hiện đại và chọn những cái điểm chính xác để phẫu thuật các cơ sở quân sự của đối phương. Tuy nhiên, theo những cái thống kê ở phần đầu của bình luận ngày hôm nay thì đã có thương vong từ cả hai phía. Những con số, những hình ảnh đau thương mà Kiev phải chịu cho thấy rằng cuộc chiến nào cũng rất tàn khốc, mà dân thường là những người phải gánh chịu những thiệt thòi nhiều nhất. Tuy nhiên, ở sự kiện này, cá nhân tôi dù rất muốn nhưng tôi cũng không thể tìm được cái lý do để bảo vệ Kiev. Vì với quan hệ giữa hai nước như thế mà Kiev rước súng đạn về để chĩa sang nhà ông anh của mình, và cái xu hướng tân phát xít như vậy thì bản thân tôi thấy là khó có thể bảo chữa, khó có thể bảo vệ cho Kiev được. Và đến đây thì tôi chỉ biết rằng tôi cầu mong bề trên che chở, không cho một cái dân thường nào phải vướng vào đạn bom. Trở lại với cái sự kiện này thì như góc nhìn của tôi, thực sự Liên bang Nga đã bị Mỹ và NATO phản bội hơn một lần và đang khép vòng vây bao quanh để kiềm chế, tiến tới xẻ nước Nga ra nhiều mảnh. Chỉ vì nước Nga giàu có về tài nguyên, quá mạnh về quân sự, và đặc biệt là nước Nga có một tổng thống quá giỏi, quá dứt khoát, quá mạnh mẽ và có một cái ý chí cứng rắn, không chịu khuất phục. Bên cạnh đó thì Nga là một dân tộc khá thuần nhất, tồn tại và xây nên một nền văn hóa vĩ đại với một khí phách kiên cường, chứ không phải là một thứ hỗn tạp, dễ xé toạc như là một cái mảnh vải mỏng, như một tờ giấy mong manh, hay như một tấm bánh đa thả xuống nước. Các bạn đã thấy Nga cũng đã kiên trì chờ đợi 8 năm để thực thi thỏa thuận Minsk, nhưng bom đạn vẫn nổ và ngày càng nhiều hơn. Trong khi đó thì giới cầm quyền Kiev có biểu hiện bị nhóm cực hữu tân phát xít nổi dậy, cầm lái và sẵn sàng làm lính xung kích cho kẻ đã lừa dối, bao vây, kẹp chặt Liên bang Nga. Ở sự kiện này quý vị có thể thấy, một khi gấu đã bị dồn vào chân tường thì phản ứng của gấu chắc chắn rằng sẽ không thể lường được. Gấu có sức mạnh nội tại, có sự chịu đựng bền bỉ và dẻo dai. Cả một mùa đông băng giá như thế, gấu có thể vượt qua được bằng chính cái sức mạnh trong nội tại của mình. Gấu có bộ móng vuốt, gấu có những quả đấm thép,
có những cái vả trời giáng. Vậy thì tại sao gấu có thể chịu đựng được khi mà để càng ngày càng bị kiềm tỏa, càng ngày càng bị dồn ép? Mà có lẽ gấu Nga chưa chắc đã dừng lại ở sự kiện này. Chúng ta đã biết Putin đã từng yêu cầu NATO trở về hiện trạng trước năm 1997 rất nhiều lần. Hơn 20 năm nín nhịn, hơn 20 năm cảm thấy rằng tự hạ thấp mình rất nhiều vì yếu về lực. Hơn 20 năm Putin chỉ chăm chỉ phụng sự vì nước Nga hùng cường. Và đây cũng là thời điểm mà tôi nghĩ rằng nói ít làm nhiều. Sau khi rất nhiều những cái đề nghị, những yêu sách của nước Nga, của một Putin kiên cường, bất khuất như vậy bị phớt lờ. Hãy quay trở lại sau khi mà sự kiện thu hồi Crimea. Nước Nga bị cấm vận, bị trừng phạt rất nhiều. Bản chất của điều đó cũng là hành động chiến tranh kiểu mới. Một chiến tranh gây áp lực về kinh tế. Nhưng với Liên bang Nga, với tầm nhìn chiến lược của Tổng thống Vladimir Putin, thì an ninh quốc gia vẫn là trên hết. Và một khi an ninh quốc gia được chốt chặt thì phát triển kinh tế mới bền vững. Đó là sự nghiệp lâu dài, chứ không thể đánh quả hay là múc vết để mưu lợi theo tư duy nhiệm kỳ. Bản chất của tư duy nhiệm kỳ là tư duy đánh quả. Putin không hề như vậy. Với Putin thì lợi ích của nước Nga, lợi ích của đất nước được đặt lên hàng đầu. Chẳng thế mà ông đã dễ dàng, chẳng thế mà ông đã thu hồi Crimea về với nước Nga. Và bây giờ là quả đấm thép dành cho Kiev. Liệu rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ kéo dài bao lâu? Tôi cũng mong rằng đặc nhiệm Nga sẽ lôi nhóm tội phạm đã giết hại rất dã man mấy chục người trong thành phố Odessa năm 2014 ra vành móng ngựa. Và tôi cũng mong rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga dành cho Ukraine chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn như đã từng diễn ra ở Georgia. Phần bình luận của tôi với sự kiện Nga và Ukraine ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Và hy vọng quý vị và các bạn sẽ đón xem kênh để xem những phần bình luận diễn biến mới nhất cuộc chiến này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.